Nào và thầy Nguyễn Công Chính xin gửi lời chào đến tất cả các bạn các em học sinh yêu quý của thầy. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái phần phương trình về logarit. Hôm nay thầy Chính hướng dẫn cho chúng ta một số cái bài tập phương trình logarit trong sách giáo khoa lớp 12 cơ bản. Các em mở sách giáo khoa cho thầy trang 84. Các em mở thầy sách giáo khoa 12 trang 84. Và chúng ta sẽ bắt đầu chữa bài tập số 3. Các em lưu ý là bài tập số 1 và số 2 là phương trình mũ. Thầy Chính đã chữa trong phần phương trình mũ rồi. Và chúng ta sẽ làm bài tập số 3 và bài tập số 4 là các phương trình về logarit. Chúng ta nắm vững cho thầy các phương trình này trước khi thầy hướng dẫn thêm các phương pháp khác sau đã nhé. Được chưa? Rồi. Đầu tiên, nắm đúng cho thầy các cái hướng giải của phương trình đi đã bằng các phương pháp cơ bản đã học. Chúng ta có bài tập số 3. Ta mở sách giáo khoa trang 84. Được chưa nào? Phương trình thứ nhất. A. Loga cơ số 3 của 5x cộng 3 bằng loga cơ số 3 của 7x cộng 5. Các em yên tâm là đi thi các cái mặt mà về lớp câu hỏi cơ bản mà dưới bài điểm ấy thì thường là lấy từ các cái nguồn cơ sở là sách giáo khoa này thôi, chứ không phải là khó khăn ở đâu đâu các em nhé. Đó, thế nên em cứ làm cho thầy thật chắc chắn, cẩn thận thì dạng nó sẽ giống giống như thế này nhé. Thế thì đây phương trình loga đã có rất rõ dạng rồi. Thì bài này là cùng cơ số 3 rồi. Loga cơ số A của fx bằng loga cơ số A của gx. Các em đặt điều kiện cho thầy cho một trong hai loga này. Đặt điều kiện, các em có thể ghi rõ chữ điều kiện ra hoặc là em có thể giải theo kiểu cùng tương đương cũng được. Thực ra viết thế nào cũng được. Thế thì bạn nào mà muốn viết riêng điều kiện ra để mỗi lần tránh phải viết lại nhiều thì em ghi cho thầy điều kiện là một trong hai cái này dương, đặt cái nào dương cũng được. Thì chúng ta có thể, ví dụ chúng ta đặt cho thầy 5x cộng 3 này là dương nhá. Được chưa? Thì tương đương nó là x lớn hơn âm 3 phần 5. Được chưa? Một trong hai cái thôi, em thích đặt cái nào cũng được, không ảnh hưởng gì cả nhá. Sau đó phương trình này tương đương với, đó là hai cái này tương đương với thì bỏ loga đi, hai bên bằng nhau là xong nhá. Thế thì 5x cộng 3 sẽ bằng với 7x cộng 5. Các em chuyển vế thì bên này bỏ 5x đi. Như vậy là 7 chứ 5 bên này là còn 2x nhá. Bên này 3 trừ 5 thì là âm 2 đúng không? Thế có nghĩa là x bằng âm 1. X bằng âm 1 em xem có thỏa mãn là lớn hơn âm 3 phần 5 không? Được chưa? Đấy, cái này bằng cái này nhé. Thì chuyển về sang bên này 7 trừ 5 còn 2 này. 3 trừ 5 âm 2. X bằng âm 1. Hình như là âm 1 không thể lớn hơn âm 3 phần 5 được. Âm 3 phần 5 thì mới có âm 0 phẩy mấy thôi. Còn âm 1 thì nhỏ hơn cái này, loại đấy, loại ngay. Vậy phương trình này không có nghiệm đâu. Phương trình này vô nghiệm các em nhá. Âm 1 nhắc lại là không, âm 1 là nó bé hơn âm 3 phần 5. Âm 3 phần 5 là âm 0 phẩy mấy. So sánh số âm thì nó lại không giống so sánh cái số dương. Nó lại ngược lại so với so sánh số dương đúng không? Do 1 lớn hơn 3 phần 5 nên âm 1 kiểu gì phải bé hơn âm 3 phần 5. Bé hơn nên sẽ bị loại rồi. Ta đến với cái câu B. Bắt đầu. Câu B. Loga, cái này là loga cơ số 10 nhá. Tức là gọi là log đấy. Loga cơ số 10 của x trừ 1 trừ đi loga cơ số 10 của 2x trừ 11 bằng loga cơ số 10 của 2 bằng log của 2. Rồi. Bài này do hai loga cùng nằm ở một bên như thế này nên chúng ta sẽ đặt cho thầy cả hai cái điều kiện luôn, đó là x trừ 1 sẽ lớn 0 và 2x trừ đi 11 sẽ lớn 0, dẫn đến x lớn hơn 1 và x lớn hơn 11 phần 2. Hai cái này em chọn ai lớn nhất em chọn nhé. Em chọn cho thầy lớn hơn 11 phần 2 là đảm bảo thỏa mãn cả hai. Nhớ chưa? X lớn hơn 11 phần 2. Sau đó, cái này tương đương với gì? Chúng ta có nhớ tính chất của loga không? Loga của A trừ loga của B cùng cơ số rồi thì trở thành loga của hai phép. Em nhớ là phép trừ loga, hai loga chưa? Trừ hóa thành phép chia đúng không? Như vậy chính là loga của x trừ 1
chia cho 2x trừ đi 11 đấy bằng log của 2. Sau đó bỏ hai cái này lên thì hai cái bằng nhau. Có nghĩa là x trừ 1 chia cho 2x trừ 11 bằng 2 đấy. Thì nhân chéo lên, nhân chéo lên là được. X trừ 1 sẽ bằng 4x trừ đi 22. Đúng không? 4x trừ đi 22. Sau khi nhân chéo xong rồi, sau kem rút gọn đi. Kem rút gọn đi thì bỏ một cái x bên này đi, bên này còn có 3x thôi. Bên này chuyển vế sang đây là trừ 1 mà lại cộng những 22, như vậy là còn dư 21. 2x bằng 7. 7 thì chắc chắn lớn hơn 11 phần 2, thỏa mãn. Nghiệm của bài này có một nghiệm duy nhất là 7. Thì là xong, hiểu rõ chưa? Rồi chúng ta đến với cái câu C. Câu C. Loga cơ số 2 của x trừ 5 cộng với loga cơ số 2 của x cộng 2 bằng 3. Rồi. Bài này thì chúng ta sẽ đặt điều kiện hai loga này cùng ở một bên luôn thế này thì chúng ta đặt luôn cả hai nhé. Còn nếu trong trường hợp là loga nọ bằng loga kia thì em đặt cho bên này em không cần đặt bên kia. Nhưng bài này em đặt cả hai đi. X trừ 5 lớn 0. X cộng 2 lớn 0. Tương đương với x lớn 5. X lớn trừ 2. Cùng lớn chọn người lớn hơn, cùng nhỏ chọn người nhỏ hơn, cái thế mà tính. Và x lớn sẽ hơn 5 sẽ là tổng quát trong bài này. Và đến đây thì chúng ta áp dụng cái tính chất phương trình tương đương với loga cơ số A của B. À đâu, nhầm, loga cơ số A của B1 cộng với loga cơ số A của B2. Thì chúng ta nhân lại đúng không? Tính chất loga ấy. Lúc nãy là trừ là chia đúng không? Bây giờ cộng nó lại hóa thành một loga là của phép nhân đấy. Cho nên chính là x trừ 5 nhân cho x cộng 2 các em nhé. Và bằng 3. Sau đó các em nhân tung chỗ này ở trong ra. Thì chỗ này sẽ x nhân x sẽ là x bình. X nhân x là x bình. X nhân cái này là 2x. Cái này là trừ 5x. Cái này là trừ 10. 3 ta đổi thành loga cơ số 2 của 2 mũ 3, đây là 8. Bỏ loga 2 về. Người ta sẽ chỉ còn x bình phương trừ 3x. Cái này là trừ 3x. Trừ 10 bằng 8. Chuyển vế ta có x bình phương trừ 3x. Trừ đi 18 đúng không? Đúng không? Hình như một nghiệm là 6, một nghiệm là 3. Âm 6 và 3 hoặc là âm 3 và 6 gì đó. Các em bấm vào máy tính nhé. 1, 5, 3. 1 này. Âm 3 này, âm 18. Đấy, 6 và âm 3. 6, âm 3. Cái nào thỏa mãn lớn 5 thì lấy. Như vậy cái này loại. Cái này thỏa mãn. Phương trình này chỉ có một nghiệm duy nhất là 6. Xong. Rồi. Như vậy là xong câu C. Chúng ta tiếp tục đến với câu D là kết thúc bài tập số 3 thôi. Trong câu D để cho như sau. Loga cơ số 10 của x bình phương trừ 6x cộng 7 bằng loga cơ số 10 của x trừ 3. Đây là loga đặc biệt mà thôi. Loga cơ số 10 của x bình phương trừ 6x cộng 7 bằng loga x trừ 3. Rồi. Bài này chúng ta thấy rằng đều cơ số 10. Hai bên là một bên F và bên G. Đặt bên này cho nó dễ hiểu. Và chúng ta đặt điều kiện bên này đi. Chọn bên nào được. Bên này đi. X trừ 3 lớn 0, x lớn 3 nhé. Hai bên cùng có loga cơ số 10 rồi gạch bỏ. Thì chúng ta sẽ chỉ còn x bình phương trừ đi 6x cộng 7 bằng x trừ 3. Dẫn đến x bình phương trừ đi 7x cộng 10 bằng 0. Cái này chúng ta nhẩm ra hai nghiệm, một nghiệm là 2, một nghiệm là 5. Nhớ chưa? Thế thì cái này bỏ đi, loại. Và cái này là thỏa mãn này. Vậy bài này chỉ có một nghiệm duy nhất đó là 5 thôi, giải rất là dễ thôi. Không khó gì lắm đâu kem nhé. Đấy, giải bình thường như thế mà học. Ta sẽ đến với bài tập số 4. Có 3 câu. Nào, xem bài tập số 4 có khó hơn không nhé. Bài tập số 4 ở sách giáo khoa trang 85. Câu A. Giải phương trình 1 phần 2. Ô thi có nhiều câu là còn đơn giản hơn cả mấy câu này.
Nhưng cũng có một vài câu khó hơn câu này là chuyện bình thường, nhất là những câu có chữ tham số. Sách giáo khoa thì chỉ nhằm mục đích là kiểm tra kiến thức cơ bản thôi. 1 phần 2 loga cơ số 10 của x bình cộng x trừ 5 bằng loga cơ số 10 của 5x cộng với loga cơ số 10 của 1 trên 5x. Người ta cho đề gì mà buồn cười thế. Rồi, trong một cái bài toán mà có nhiều loga như thế này thì các em đặt điều kiện cho tất cả các loga nhé. Đó là x bình phương cộng x trừ 5 lớn không, 5x lớn không, và 1 trên 5x cũng lớn không. Hai cái sau rất giống nhau. 1 5x dương thì chắc chắn 1 trên 5x cũng dương, nên cái này tương đương với x lớn không. Còn cái này bạn nào biết bấm thì bấm, mà không biết bấm thì em để nguyên như thế này cũng được. Thế nhắc lại nhé, các em có thể để nguyên như thế này chả sao cả đâu. Tí nữa làm xong em thay vào đây là xong, chứ không nhất thiết là em phải giải. Còn giải cái này thì viết ra số thế là rằng lằng ngoằng lắm. Nếu bạn nào mà giải thì chúng ta phải vào mốt 5, cái đâu, mốt xuống chứ, chọn 1. Thì chọn 1, chọn cái chức năng số 1 là 1 này, 1 này, âm 5 nhưng mà xấu lắm. Đấy, nó sẽ ra là x bé hơn trừ 1 trừ căn 21 trên 2. Hoặc là còn nữa đó là trừ 1 cộng căn 21 trên 2 bé hơn x. Nhưng mà tức là nó hợp của hai cái khoảng này. Các biết rồi, đây là cái giải cái bất phương trình. Nhưng mà thôi, hai kinh nghiệm xấu quá. Thôi mình không cần viết trong những trường hợp này. Mình cứ để nguyên đấy đi, làm sao mình thay vào. Chứ cái điều kiện trong bài này cô viết ra chả có tác dụng gì lắm. So sánh còn mệt hơn. Thì phát hiện ra là so sánh với mấy cái điều kiện ý thì thà không so còn hơn, đỡ mệt. Phương trình này tương đương với, cho lưu ý cách giải nhé. Nếu muốn đưa về dạng loga cơ số A của F bằng loga cơ số A của G, thì nếu như đầu nó có hệ số như thế này thì bạn phải đẩy hệ số này lên 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 đầu cái mũ này nhé. Như vậy nó trở thành loga cơ số 10 của 1 phần 2, các em đẩy lên đây thành mũ 1 phần 2, các em có nhớ không? Mũ 1 phần 2 thì bản chất là căn đấy. Như vậy thầy viết thành căn bậc 2 có được không? Căn bậc 2 của x bình phương cộng x trừ 5 có được không? Rồi, còn bên này là tổng của hai loga thì trở thành loga của một tích. Có nghĩa là 5x nhân với 1 trên 5x. Ôi may quá, hai cái này rút gọn cho nhau. Thế cuối cùng lại trở thành loga cơ số 10 của căn x bình phương cộng x trừ 5 bằng, cái này trở thành loga cơ số 10 của 1 thì nó lại bằng 0. Log của 1 bằng 0. Từ đấy mà kem dẫn cái căn này ra, cái căn của x bình phương cộng 5x trừ 5 này sẽ bằng 10 mũ 0, tức là phải bằng 1. Tại vì chỉ có log của 1 bằng 0, cái này đổi cơ số này chính là 10 đấy. Từ cơ số mấy mũ 0 thì nó bằng 1 thôi. Bình phương ngay vế lên, x bình phương cộng x trừ 5 sẽ phải bằng 1. Và ta thu được x bình phương cộng x trừ 6 bằng 0. Đây bấm máy tính. Một, một, âm 6 thì chúng ta sẽ ra một nghiệm là 2 và âm 3. Dĩ nhiên là để điều thỏa mãn x dương. Để thỏa mãn x là dương trong bài này thì âm 3 này bị loại rồi. Cái 2 này ngoài dương thỏa mãn cái này, chúng ta thay thử lên trên cái này xem có thỏa mãn không. Nhỡ nó không thỏa mãn là loại đấy. Vậy 2 bình lên là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 chứ 5 là bằng 1, kiểu gì lớn không thì ta ghi là thỏa mãn. Bên này chỉ có một nghiệm duy nhất là 2 thôi. Các em đã rõ chưa? Đấy. Thế thôi, chứ không có gì cả. Cái điều kiện kia chỉ là thay vào thôi chứ nó đâu có để làm gì. Tiếp tục. Câu B. 1 phần 2, rồi câu 1 phần 2 lằng ngoằng thế nhỉ? Cũng thế thôi. 1 phần 2, loga cơ số 10. Họ cứ để cơ số 10 cho vui thế chứ đã chả để làm gì. X bình trừ đi 4x cộng trừ 1 bằng loga 8x trừ đi loga 4x. Rồi, ta để kỹ vào nhé. Thế thì bài này về mặt điều kiện ý, ta phải đặt ngay từ đầu nhé. Là x bình phương trừ đi 4x lớn không, 8x lớn không, 4x cũng lớn không. Hai cái này chung quy giải ra thì x lớn không. Còn cái này bạn nào giải ra này, cái chỗ này thầy thấy giải được thì thầy hướng dẫn thầy giải cho. À cái này trừ 1. Ôi dồi, số xấu lắm, giải cái này để nguyên đi. Y phương trừ 4x trừ 1 có giải ra còn xấu hơn. Để nguyên. Như thế này là xong, không ai làm gì cả. Không ai cả, ta đi yêu cầu giải rõ ra bấm cho chết mệt về cái chỗ này. Phương trình tương đương
cái 1 phần 2 này muốn để cho log F bằng log G thì 1 phần 2 hất lết lên đầu giả thầy thành mũ, có nhớ không nhỉ? Mũ 1 phần 2 thì hóa ra lại là căn bậc 2 mà thôi, mô típ giống bài trước. Vậy loga của căn bậc 2 thôi thì chả có gì đâu. Y phương trừ 4x trừ 1 bằng loga. Các em nhớ là loga của phép chia thì phép trừ thành phép chia, như vậy trở thành 8x chia cho 4x đấy. Hai cái này mất rồi, x là mất. Như vậy hai bên bỏ loga đều, chúng ta sẽ còn căn bậc 2 của x bình phương trừ 4x trừ 1 bằng 8 chia cho 4 là bằng 2. Rất đơn giản thế thôi. Và chúng ta bình phương ngay vế lên, x bình phương trừ 4x trừ 1 sẽ bằng 4. Chuyển vế, x bình phương trừ 4x trừ 5 đúng không? Không, ô cái này nhẩm được này. A trừ B cộng C đúng không? Đúng rồi, một nghiệm là âm 1, một nghiệm là âm C trên A, nghĩa là 5. Hai cái này phải thỏa mãn điều kiện này nên chúng ta chọn cho thầy 5. Cái này loại rồi này. 5 có thỏa mãn điều kiện trên không? Để xem nào. 5 bình là 25. 25 trừ đi 4, 5, 20 là còn 5, 5 trừ 1 là 4, là dương thật, đúng rồi, thỏa mãn. Bên này chỉ có duy nhất một nghiệm là 5 thôi. Đấy, thì là sao? Thế thôi, các em đã hiểu chưa? Rồi, nhớ nhá. Cẩn thận nhá, ui nhiều bạn giải buồn cười ở chỗ là cứ để nguyên 1 phần 2 này. Nhiều bạn bảo là thấy ạ, em có thể giải là 1 phần 2 nhân cả cục này rồi bằng 8x chia cho 4x có được không? Không được, không được có cái kiểu là 1 phần 2 để nhân vào biểu thức ở bên trong được. Người ta chỉ có phép đó là bỏ loga đều hai bên khi và chỉ khi F bằng G ở trong là bằng nhau thôi. Không có cái kiểu là lại 1 phần 2 nhân cái trong, có nghĩa là một số bạn rơi vào 1 phần 2 log A bằng log B. Liệu em có thể suy ra là 1 phần 2 A bằng B được không? Không phải nhá. Học kiểu này là sai, không được làm nguy hiểm như thế, là sai đấy. Là sai hết đấy nhá. 1 phần 2 này, mọi các cái số dấu gì đó ở đầu phải tìm mọi cách xử lý để tống nó đi. Được chưa? Vì phương trình cơ bản đâu có dạy là 1 phần 2 sẽ nhân vào cái bên trong. Được chưa? Cẩn thận, nó dễ bị lừa. Đấy là câu B, cuối cùng là câu C nữa là sao? C. Đây, C. Loga cơ số căn 2 của x cộng với 4 lần loga cơ số 4 của x cộng với loga cơ số 8. Bên này đổi về cùng một cơ số đây, bằng 13. Câu này có điều kiện là x lớn 0. Phương trình này tương đương với... Bây giờ các em đổi hết cho thầy về cơ số 2 đi. Nhưng ở đây người ta làm khó mình ở cái chỗ là căn 2, rồi 4, rồi 8 ấy, cũng không khó lắm đâu. Theo nguyên lý thì chỗ này sẽ là 2 mũ 1 phần 2. Căn bậc 2 ấy, là 2 mũ 1 phần 2. Cẩn thận nhá, x. Cho nên là 4 lần loga cơ số 4 thì có nghĩa là 2 mũ 2 đúng không? Của x. Còn cái này là 2 mũ 3 của x bằng 13. Theo tính chất, nếu dưới cơ số mà có mũ thì ra ngoài là lấy nghịch đảo. Như vậy chỗ này đang mũ 1 phần 2, ra ngoài lấy nghịch đảo là thành 2 phần 1. Đấy. Nhân với loga cơ số 2 của x, kêu rõ chưa? Cộng với cái này ra ngoài là 2. 2 ra ngoài nghịch đảo là 1 phần 2. Như vậy là ra ngoài là thành 4 chia gì ấy nhỉ? Ra ngoài là thành 4 chia mấy? 4 chia 2, tức là bằng 2 luôn. Loga cơ số 2 của x. Cái này ra ngoài là 3, ra ngoài là bằng 1 phần 3. Loga cơ số 2 của x bằng 13. Đến đây các em gom tất cả loga cơ số 2 của x lại thì thành bao nhiêu rồi? 2 cộng 2 thì là 4. 4 cộng 1 phần 3 thế có phải là 13 phần 3 không? 13 phần 3 loga cơ số 2 của x lại cũng bằng 13. 13, 13 bỏ luôn. May quá. Thế còn có loga cơ số 2 của x nhân chéo 3 lên thì đây là bằng 3. Hay ta rút ra x bằng 2 mũ 3 chéo từ trái qua phải là bằng 8. 8 là thỏa mãn. Phương trình có một nghiệm duy nhất là 8. Thế thôi, rất đơn giản. Như vậy thầy đã giải quyết cho các em xong cái phần phương trình loga trong sách giáo khoa. Ổn chưa ạ? Rồi, hy vọng cái phần loga trong sách giáo khoa này không khó khăn với chúng ta quá.
học thuộc các biến đổi loga cơ bản là chúng ta có thể thành công phần này rồi. Được chưa? Hẹn gặp các em cho các bài giảng tiếp theo.